Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sở hữu kênh YouTube 1,22 triệu sub, Chinh Phạm là một gương mặt khá quen thuộc với dân mạng và được rất nhiều người yêu quý. Bên cạnh đó, cô nàng cũng được biết đến sau những pha đối đáp thẳng thắn với anti fan, không ngại làm rõ mọi ý kiến lẫn tin đồn mà họ dành cho mình. Tình huống khi Chinh Phạm ra clip mới đây là một trong số đó. Cụ thể, hôm 20 tháng 4, Beauty Blogger đăng tải clip review về những chiếc túi sử dụng nhiều nhất. Cô cho biết mình hay dùng 4 chiếc túi đến từ 4 thương hiệu đình đám là Dio, Louis Vuitton, Chéno, Prada. Trong đó, khi nhắc đến chiếc túi của LV, Trinh Phạm đã chia sẻ rằng dù dùng đồ hiệu nhưng không muốn mọi người nhìn vào là biết mà monogram của LV khá nổi nên chỉ mua một chiếc túi duy nhất của hãng này. Bên cạnh đó cô còn cảm thấy việc để người khác biết mình dùng túi nọ túi kia là hơi phô trương. Trinh Phạm và chiếc túi LV duy nhất của mình. Nguyên văn chia sẻ của Trinh Phạm Đây là chiếc túi Louis Vuitton duy nhất mà mình có trong bộ sưu tập. Trước đấy mình đã nhìn thấy rất nhiều túi của hãng này rồi nhưng mình vẫn không mua. Mọi người biết sao không? Kể cả mình có dùng đồ hiệu thì mình cũng không muốn mọi người nhìn vào và biết là mình dùng đồ hiệu. Tại vì những cái monogram, một dạng logo tên thương thiệu, của Louis Vuitton nó rất to và nổi bật, mọi người nhìn vào một cái là mọi người sẽ biết là người này dùng đồ hiệu, người này dùng túi nọ túi kia. Đấy là cái làm mình ngại nhất và mình cảm thấy nó hơi phô trương quá nên là chưa bao giờ mình mua một cái túi nào của hãng này cả cho đến khi mà hãng ra cái túi này. Chia sẻ đặc biệt của Trinh Phạm đã khiến nhiều người quan tâm, có người bày tỏ sự đồng tình nhưng cũng có ý kiến trái chiều. Thậm chí một dân mạng còn để lại bình luận, nghe cứ xạo xạo thế nào mang túi hiệu mà không muốn người ta biết mình mang túi hiệu. Ngay lập tức, một người khác đã đồng tình, cho rằng Trinh Phạm hơi thảo mai. Phía dưới bình luận của hai người, blogger đã nhanh chóng trả lời, cuộc sống là vậy á bạn. Nhiều người có nhu cầu dùng đồ hiệu nhưng không thích phô trương vậy thôi. Mua đơn giản là vì mình thích. Trinh Phạm còn các màn hình và upstory cho mọi người cùng xem. Sau khi đáp trả, Chinh Phạm còn cáp màn hình và úp story ở Instagram. Tuy nhiên hiện tại phía dưới đoạn clip của Chinh Phạm chỉ còn lại ý kiến đồng tình và ủng hộ, màn đối đáp của anti-fan và beauty blogger đã không còn nữa. Không rõ điều này là do dân mạng kia tự xóa hay chủ clip ra tay. Nếu Chinh Phạm xóa thì có vẻ cô nàng quên mất chuyện đã úp story rồi nhỉ. Ảnh chụp màn hình